Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay khóa của áo khoác. Áo này thì có một lớp thôi, cho nên là nó cũng khá đơn giản. Đây, đây là một cái áo áo khoác thun da cá này. Khóa bị hỏng nên mình thay cho một bà khách này. Trước tiên này, các bạn là kéo khóa này ra nhé, kéo khóa xuống này. Chúng ta sẽ thay cái bên may cái bên có cái cổ khóa này trước này, may cổ khóa này vào thân này. Chúng ta dùng chân vịt ba ly này nhé, dùng chân vịt ba ly. Các bạn thay chân vịt ba ly vào để may. Đây, đầu tiên các bạn là đặt cái thân lên như thế này. Đây là dưới gấu nhé. Các bạn đặt dưới gấu nhé. Các bạn sẽ may từ gấu lên này. Các bạn đặt mặt phải lên trên này. Khóa các bạn sẽ đặt như này. Đặt làm sao mà khi chúng ta gập ra này, chúng ta lật ra thì nó sẽ đúng cái mép như thế này nhé, mép cũ của người ta nhé. Đấy. Đây các bạn sẽ đặt như này. Khi may thì các bạn để khóa kéo căng, thân các bạn để êm nhé. Thân các bạn để êm này. Khóa các bạn kéo căng. Thân các bạn cứ để chồng em như thế này. Đến đoạn này chúng ta kéo khóa xuống nhé. Các bạn bẻ cái răng này đi. Bẻ lật nó vào trong. Một là các bạn như thế này. Hai nữa là chúng ta dùng cái kìm này, chúng ta vặn hết các cái răng chỗ tự bắt đầu tính từ chỗ này nhé. Đấy. Các bạn để răng đến đây thôi. Còn các bạn sẽ bẻ. Các bạn dùng kìm này, các bạn vặn hết các cái răng này ra. Đấy, sau đó là các bạn cắt cái đoạn này đi. Cắt cái đoạn đấy đi nhé. Các bạn bẻ ngược lại như này. Bẻ cái này quạt vào trong như này. Và các bạn may lên đến đây. Lại mũi.
Sau khi may xong như này thì các bạn diễu luôn một đường để mình may nốt bên kia, rồi mình diễu xong xong lại phải thay chân vịt. Giờ các bạn kéo khóa xuống này, kéo qua xuống, chúng ta cài nốt cái phía bên còn lại là để sang dấu các điểm. Các bạn cài vào như thế này và các bạn sang dấu các điểm nhé. Điểm đầu tiên các bạn cần sang dấu là điểm dưới gấu này nhé, điểm bo gấu này. Chúng ta sang dấu thẳng sang hoặc chúng ta có thể dùng kéo chúng ta bấm thẳng ra cũng được. Chúng ta bấm một chút ở ngay đoạn này thôi. Đấy. Điểm thứ hai chúng ta cần sang dấu chính là đoạn này nhé. Những cái điểm nối là chúng ta đều phải sang dấu hết, những điểm nối phải sang dấu để lấy điểm đối xứng nhé. Đấy. Điểm thứ ba là điểm trên cổ này, các bạn đánh dấu từng điểm một. Sau khi sang dấu xong thì chúng ta kéo khóa xuống và chúng ta sẽ may bên còn lại. Theo mình sẽ may đến bên còn lại nhé. Bên còn lại mình cũng may từ dưới lên. Các bạn đặt cái đầu khóa này cho nó bằng vào, cho nó không bị tòi khóa ra nhé. Các điểm dấu phải trùng đúng với nhau. Cái áo này hàng chợ cho nên là các cái điểm mà nối của họ cũng không được cân xứng, không được đối xứng, cho nên là mình vào chắc là sẽ khó được đối xứng. Khi nạp xong bên này thì các bạn kéo khóa lên nhé. Kéo khóa lên và kiểm tra. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem thấy hay thì hãy like, chia sẻ, bình luận và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn đừng quên là nhấn vào quả chuông ở bên cạnh này để
chúng ta nhận được video mới nhất